Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tống đã quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Cường, 50 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, anh Nguyễn Thành An là con ruột của ông Nguyễn Văn Cường. Nghe tiếng la của mẹ mình phía sau bếp nên xuống xem thì phát hiện bà Tê nằm bất động dưới nền gạch. Trên cổ có vết đứt sâu, máu chảy ra nhiều, anh an nhờ hàng xóm qua phụ giúp nhưng bà tê đã tử vong từ kết quả giám định và điều tra truy xét lực lượng công an xác định nguyễn văn cường là hung thủ gây án nên tiến hành bắt giữ qua làm việc cường khai nhận do ghen tuông vì nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác nên cường đã ra tay sát hại